Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, giám đốc đầu tư nổi tiếng dự đoán Bitcoin sẽ chỉ còn 8.000 đô la. Giám đốc đầu tư của Guggenheim, Scott Miner cho biết tiền điện tử có rất nhiều mặt trái sau khi thị trường lao dốc. Ông đã dự đoán rằng giá Bitcoin có thể giảm xuống chỉ còn 8.000 đô la. Scott Miner, người được mệnh danh là chú gấu Bitcoin, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ông nói rằng, chúng tôi đang chứng kiến tiền điện tử sụp đổ theo cách của nó. Tôi nghĩ nó có nhiều mặt trái hơn. Bitcoin không có nhiều giá trị nội tại. Các nhà giao dịch chỉ đưa ra quyết định dựa vào phân tích kỹ thuật. Khi giá liên tục phá vỡ dưới 30.000 đô la, 8.000 đô la là mức đáy cuối cùng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có khả năng sẽ chứng kiến một mức giá thấp hơn nhiều nữa của Bitcoin. Scott Miner cũng gây tranh cãi khi coi Ethereum, blockchain lớn thứ hai thế giới, chỉ là rác rưởi. Điều này giống như bong bóng Internet. Đề cập đến bong bóng .com đầu những năm 2000, ông giải thích tiền tệ cần phải là một giá trị lưu trữ, một phương tiện trao đổi và một đơn vị tài khoản. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có nguyên mẫu phù hợp cho tiền điện tử. Thông tin tiếp theo. Thị trưởng Miami Francis Suarez cho biết ông vẫn nhận lương thành phố của mình bằng Bitcoin ngay cả sau một đợt giao dịch tiền điện tử giảm gần 40% trong 2 tháng qua. Thị trưởng Đảng Cộng Hòa, người đang quảng bá Miami như một trung tâm công nghệ và tiền điện tử cho biết ông tập trung hơn vào tiện ích của đồng tiền này. Sự sụp đổ của đồng stablecoin Terra USD đã không thay đổi tầm nhìn của ông về việc thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử trong thành phố. Lần đầu tiên công bố kế hoạch nhận lương của mình bằng Bitcoin vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng mọi người cần phải nhận thức được rủi ro về biến động liên quan đến tài sản kỹ thuật số ngoài khả năng nhận được phần thưởng cao. Và thông tin cuối cùng liên quan đến một trong những vị tỷ phú nổi tiếng nhất nước Mỹ, đó là Ray Dalio. Người sáng lập Bridgewater, Ray Dalio xác nhận một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong danh mục đầu tư của mình được phân bổ cho Bitcoin. Ông thừa nhận Bitcoin đóng một vai trò đặc biệt trong môi trường lạm phát trên toàn thế giới ngày nay, trong số một loạt các tài sản trú ẩn an toàn. Trong cuộc trò chuyện với Andrew Sorkin của CNBC, Ray Dalio đã nhắc lại luận điểm tiền mặt là rác của mình do tốc độ mà những người nắm giữ đang mất sức mua. Lạm phát CPI hàng năm của Hoa Kỳ đạt mức 8,3% vào tháng 4, chỉ giảm 0,2% so với mức cao nhất 40 năm của tháng trước. Để chống lại điều này, Cục Dự trữ Liên bang đã quyết tâm tăng lãi suất một cách mạnh mẽ hơn so với những gì đã có trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự thắt chặt tiền tệ này đã và đang tác động lên cổ phiếu, thứ mà Ray Dalio tuyên bố, thậm chí còn vận chuyển hơn cả tiền mặt. Ông tin rằng hành động của Cục Dự trữ Liên bang trong việc bơm đầy tiền và tín dụng vào nền kinh tế đã tạo ra khoản nợ chưa từng có. Điều này sẽ dẫn đến lợi nhuận thực tế âm trên diện rộng. Vì mối quan tâm của việc đa dạng hóa, ông đã đề cập Bitcoin xứng đáng với một vai trò nhỏ trong danh mục đầu tư của mọi người, đóng vai trò là vàng kỹ thuật số. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.